Đây nhẹ nhẹ, đây là cái đường mà từ đây ra ngoài kia nó rơi vào 300 m. Đường này là đường cho trâu đi chứ không phải không đi được xe máy. Đây, đây, mãi trên kia kìa, hộp Viettel mãi trên kia kìa. Cái nhà tiếp cao này kìa. Nhưng mà cái đường dây thì nó lại vòng xuống dưới này. Đó, xong tí nó lại vòng đi lên. Đây là quay theo cho anh em thấy này. Đây. Thuê bao này thì tôi không muốn lắp đặt bởi vì nó đi qua rất nhiều cây cối này. Với lại nó đi qua cái con sông ở đây này. Nhưng mà khách hàng tự kéo dây cho nên là hôm nay lại vào lắp đặt lại thiết bị cho khách hàng. Nhà này mà khi nào mà hỏng đúng mùa mưa nước đoạn này mà lên thì chắc cũng không vào được. Đây, mùa mưa thì nó sẽ ngập hết cái đoạn này. Anh em thấy không? Đường này thì xe máy thì không đi lên được. Đây anh em thấy cái dây bên kia chưa? Để kéo băng qua đấy. Giật hết quần. Đây, khi nào mà nước mà nó lên nó ngập hết cái điểm trên kia. Ở đây nó dồn nước nhanh lắm. Đây, nó đến đây, nó đến tầm này này. Nó phải sâu mấy mét, 3-4 mét đấy chứ. Đây, cái đường dây nó đi theo cái cột này. Đấy, cái hàng tự kéo quên chốt. Cột này quên chốt. Lúc nãy quên đo Google xem nó rơi vào bao nhiêu mét. Đi từ nhà khách ra đây đi bộ mất mấy phút rồi? 5-6 phút rồi. Lúc trước đến đoạn này thì khách họ không có kéo tiếp. Họ để cái cuộn cáp ở trên này. Để anh em tôi phải kéo thêm lần nữa. Ở đây nó đi qua cái trạm biến áp này. Ui, mệt. Đây anh em, dây nó đi qua trạm biến áp này. Tôi phải cua dây xuống dưới này để đi. Hôm nay dẫn anh em đi lắp một cái thuê bao mà thuê bao này tôi không kéo mà khách tự kéo dây. Ở góc bên kia khách không chốt dây. Đấy, con đường này là không đi xe máy được. Gói khách hàng lắp là gói 219.000 một tháng, bao gồm cả tivi. Gói tivi là thêm 54.000 một tháng. Khoảng cách này nó xa lắm. Cái thuê bao này nó phải rơi vào tầm 500 m. Cho nên tôi từ chối kéo. Khách hàng là khách hàng bảo tự kéo, tôi cho để tự kéo. Nhà màu nó ôm nhiều. Nhà màu đi ô. À.
Vâng. Bà xuống lắp cái tivi à wifi ạ. Ơi nó đớn nào. Đây chơi nào bác. À TV đi nè. Mê số đạch cái wifi nó lên đi chưa? Đạch lên nhé, cho nó phong. Đánh đi nó hay ốp. Cắn kéo. À. Cầu cầm cái đâu này xuống lắp đỉnh TV ấy. Cắm dây HD và cắm luôn vào. Rất may là có tín hiệu anh ạ. Vừa đẹp luôn, 24,52. Tưởng khách hạn. Ờ, à, thì đây HDMI yên ấy.
Còn bật lên cho tàu đâu mày? Bật TV bật đâu lên chưa? Ôi. Rồi, xin chào anh em nhé. Hẹn video tiếp theo thôi.